ở bên Dừa, ở này là ở dưới Bến Tre rồi, phải không? Đó, ngày xưa Tết đó, Tết Đúng ngày rồi, xưa. Tết lắm rồi. Mà thấy không, không Đó, có bị gì đâu. Đó, đó, đó. nó quá ông lên rồi kìa, trà cú, trà vinh gì nữa kìa. Trời Chả lên trong bắp. Ủa mà sợ thằng nào mà không dám lên, sợ bắt nhau. Mẹ chuyên môn chọc đủ quá nổi điên không Đủ kiểu như vậy, có đủ quá tao được không kiểu là như vậy. Cái thằng thơ quan này với thằng Trung cái làm thực sự nhất là nó chuyên môn nó đâm hơi ông cảm thấy đâm đâu anh, nhiều đâm khi đầu nó anh mới bực anh mình đâm đúng đầu mà tôi của đâm. giận thiên hạ, tôi giận thiên hạ ít chứ đúng tôi giận mấy này nhiều lắm. Mẹ mai mốt tuổi tôi tính mấy này Tôi sợ mà nhiều sợ khi sợ tức. đẹp. Nhưng mà ông Cầm ơi, tôi hỏi ông Cầm một cái vấn đề nhé. Rồi. Ông đủ mày hứa với thằng Thơ Quang sao mà nó khoe với tôi đủ má chuyện này ông về ông cho nó cái điện thoại iPhone là thế gì dài sao Hướng chung, hứa dân chung, hứa dân chung, hứa dân chung anh bác ơi. Hứa dân chung. Đâu có hứa này. Ê bà đâu à, tao hứa gì. Bữa bữa bố cầm hứa trên live đó, hứa trên live là về cho cái iPhone 14 gì đó. Nên nó khoe với tôi, nó nói đủ mấy chuyện này ông Cầm Đúng. về e, con có Tao quả chưa dữ lắm, có không biết xài là thằng này ở đó, tụi bay cũng bà đó lũ má tụi bay tào lao bà mẹ nó. Tôi nói sao đủ má, tụi nó có quà dữ vậy ta. giữ người ta được đầu Thấy trời ơi đủ đầu thì má. tao cũng phải để ở đó mà và tụi bay thì Bởi bữa tôi có nói cho nói đủ mà tụi bay phải hỏi lại kỹ rồi nha. Chứ ông Cầm đủ má, ông mới cầm cái cờ trong hình ông mới thờ bà đó. Đủ má. Bà mà không đủ khỏe còn lâu. bà là dữ lắm luôn à, còn đó. Thơ bây quan giờ với bây đồ giờ chung mình nói đủ bây giờ mơ ba cái vụ hao huyền. Rồi hôm nay tôi thấy hồi nãy tôi đang làm. Tại vì hôm nay là đấu cái máy chính chủ vô rồi, coi như là kế hoạch xong nhưng mà phải tháo cái máy cũ xuống cho nên là cũng bài không biết là tuần tới rồi sao đó. Không có thể về sớm rồi, đúng mà bay sớm thật sự quá, tôi mệt mỏi lắm rồi. Vẫn là đang vẫn đang ở Thụy Điển hả anh bác? Thì anh vẫn đang ở Thụy Điển mà anh đi bữa hai mùng hai Tết đó, đúng mà nói cái vụ Tết này đúng mà không lẽ mình chửi thề ba cái Tết chó đẻ bên này thì nó chỉ đốt pháo lùng 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 đùng ngày mùng một mùng hai xách cổ ấy làm. Còn mấy bữa nữa Tết Việt Nam nó đấy đủ mẹ kệ mẹ mày Tết Việt Nam mày như Tết tao đâu thì đúng mẹ mày đi đâu Việt rồi Nam đâu má đúng khi nóng lắm nhưng mà đúng mà không chửi đâu tại vì cái luật đúng của rồi. Nó rồi cái luật của nó là vậy mà nó đâu có biết Tết còn mà đủ mà muốn ăn muốn uống muốn gì đó thì đủ mà tụi bay về nhà mà làm còn thậm chí mình đi du lịch về Việt Nam đi lố một hai ngày nó nói tại sao mày không ở nhà mày đi du lịch luôn đi mày đi làm mình khi mà mày đi chế nhà khỏi đây đi đủ cho nên là nói chung là hôm qua anh cũng nói chuyện với ông Cầm cơ quan hiểu ông anh nói là mẹ mấy cái thằng mà đòi bỏ tiếp ta đó là mấy cái nó ăn rừng mỡ nó bị thần kinh anh đề nghị chính phủ xây cái nhà thương Biên Hòa điên đó cho nó đúng cho mấy này nhốt thôi đúng mẹ nó điên chứ chính mấy thằng xây đây này mà nó còn đòi về Việt Nam nó ăn trời ơi thiếu gì coi phong tục tập quán mà đúng coi mấy cái phong sự bạn anh này mấy người tây nó thích bạn anh nó thích nó nói rằng là bạn anh nó nói là đồng ý nghỉ lâu thì nên nó tụi nó về Việt Nam em biết không nó về Việt Nam nó tại sao thấy con người Việt Nam nó hay ở một cái chỗ tại vì tụi nó đã từng đi Philippines đi Đài Loan đi Hồng Kông các anh nó nói đủ mấy người Việt Nam mà gặp 10 người đều vào trên môi cũng có 10 nụ cười cái người dễ gần bay đủ quen biết cho đến là nhờ có sự giúp đỡ người Việt Nam mày sẵn sàng giúp đỡ và lúc nào cũng trên môi nụ cười thế nên đồng mẹ bởi vậy cho nên là phải con gái nó mới yêu Việt Nam gái Tây mày nó mới yêu Việt Nam chết mẹ thế nhưng mà có điều rằng là mấy thằng điên cho nên đồng bỏ này bỏ kia nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại là vì mấy thằng này nó dựa theo cái kiểu như là nhiều khi cái công ty nước ngoài nó vô trong Việt Nam nó làm việc thì nó kẹt vào cái vùng Tết em hiểu không thế nhưng mà nó chính nó vô thì nó đã biết cái phong tục cái tập quán của nước mình như vậy rồi và nó cũng chấp nhận và nó cũng hưởng theo chứ nó ăn theo mà ai được bố mẹ nó chứ đâu có phải nó hiền từ gì đâu cho nên là mình đừng có lấy cái lý do là đủ nè ăn tết nghèo nghèo cái mà mẹ nó dù có giàu đi nữa thằng cha đó sao cũng đéo hưởng đâu dạ cái gần chết rồi thử gì nữa thì bởi vậy ê tao nói cho mày nghe thôi bây giờ nhưng mà ông này đúng má tao... không biết là con ông ấy
con cái của ông ấy ở gần ông, không biết là sáng sớm có ngửi cái mùi, không biết ông có đánh răng không chứ cái mồm ông thối chắc thối lắm á. Thực ra bây giờ mấy thằng này nó like ông Cầm ơi, tôi đéo không mê. Mà tôi sao ạ? Việt Phai với cả thượng thứ nhất lên mà nó khoái nói chuyện thượng nhất. Ờ, à, dẹp mấy thằng rồi. Dẹp hả? Rồi dẹp. Ủa, thằng này dẹp, tao dẹp luôn. Ông thử nhớ ngủ rồi, ông thử nhớ ngủ rồi. Bây giờ thì mà để qua cái vụ mà cái Tết này thì còn gì có lại. Nhưng mà hồi nãy thấy trên cái đầu đề của cái live này nó nói là quân xỏ lá, quân nào để đúng mẹ anh em tôi tên quân ông nội. Quân xỏ lá tức là cái quân mà nó xỏ lá bên kia đó lên bắt nó lợi dụng bao cái chuyện mà sơ hở của đất nước. Quân xỏ lá. Thôi được rồi. Quân tại vì thằng em anh nó tới bây quân giờ má tới bây giờ để tao nói cho mày nghe nè, tới bây giờ các cái diễn đàn hải ngoại chống Việt Nam mình nó vẫn rêu rao là vấn đề Covid của Trung Quốc rồi, từ xưa tới giờ Việt Nam mình là toàn lạng gian nói dối, có nghĩa là cái sự kiểm dịch không có, rồi nói chung là chết tức là cả trăm mấy trăm ngàn người mà khai báo khai gian, nói chung là bao nhiêu cái đổ thừa, nhưng mà nó thiệt mày, mấy thằng này nó mở miệng ra nó dành hết cái phần ngu của con heo chó nó không quá đồ má heo nó mới ngu. Mới anh cầm biết không, anh Cầm biết rằng nếu mà khoan để thực tế mà nói để tao dân chứng, khoan để tao nói dân chứng, mày phải hiểu rằng gì nè, cái cơ quan CDC của Mỹ là kiểm soát bệnh dịch của truyền nhiễm của Mỹ nó đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh rất lâu rồi, có nghĩa là đã Việt Nam mình mà nhúc nhích bệnh dịch chết bao nhiêu người, bao nhiêu thương vong, lây nhiễm bao nhiêu là Mỹ nắm ngay cái cấp liền, tại Mỹ nằm ở Sài Gòn một cái, ở Hà Nội một cái, đây là tao nói bằng cái chứng thực, tao thì cảnh thừa được nói thì xác mắt thì có chứng chứ không có nói xung vào các miệng tụi nó, mà theo mà đi đây là mình thấy đọc rõ không, đây là cơ quan tập đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, trung tâm y tế dự phòng kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ USCDC cộng tác với Việt Nam để làm như thế nào cho thế an toàn. Tất nhiên là cái lãnh sự quán này hiện giờ cái CDC thì hiện giờ đã nằm tại Hà Nội đó. Nói như vậy để cho mày hiểu rằng những cái mà dịch bệnh Việt Nam chết lây nhiễm bao nhiêu là tất cả những cơ quan CDC của Mỹ đều biết hết, nó không nói thì làm cái chó gì cho mày biết được, đúng không? Cái đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là những cái chuyện mà xảy ra trong cái hiện trình đất nước, ví dụ như là ở Việt Nam mình mày biết mấy bao nhiêu cái tổng lãnh sự quán của các nước không? Đúng rồi. Cả trăm cái tổng lãnh sự quán của các nước nào ban giao Việt Nam đều đặt tổng lãnh sự ở đây cả. Cái gì mà xảy ra thì con em của người của cái tổng lãnh sự đó đều để tham gia thông cáo. Thành ra không có cái gì gọi là mình Việt Nam mình là thanh thiên bạch nhật, không có chuyện gì phải gian dối cả. Nhưng mà tụi này nó vẫn tru tréo lên trời, nó tru tréo mà nó tru tréo ngu, nó tru tréo mà những người dân người ta không biết là người ta nghĩ người ta mơ hồ quá, người ta không biết gì đâu. Nhưng mà nó ngu hết phần của chó, của mặt của heo. Ở đây nó có sự kiểm tra an toàn dịch bệnh của quốc tế, của đầu tiên nhất là của Hoa Kỳ, có CDC tại chức hưu nữa, thêm tổ chức hưu nữa, có luôn, nó sút hết á. Thành ra tụi nó nói buồn cười đó, nó nói mà nhà ba đi leo ốc sờ khuy rồi đi bắn nó coi đi coi tuyết rồi có, cho ba đi leo đi, sao coi bị gì? Thành ra nó nói ra sao thiệt này, nó ngu hết thần của nó, bây giờ nó vẫn gào lớn khóc, là bởi vì nó càng gào, nó càng khóc thì kệ mẹ nó, tao không quan tâm, mà tao chỉ nói cái gì là người dân mình Việt Nam mình đừng tin những cái chuyện dồn cảm, những cái chuyện tào lao. Yo, đi qua vậy. Còn những việc hàng xét chèn bề mái luôn. Hàng giấy lao. Ai đủ quá mày chửi tao đi bắt. Mày lừa hồn mày ra. Vì hậu rồi. Giờ hàng cứ bằng mét cố lên của hít lên luôn. Rùm. Đi qua. Đủ quá. Đủ quá. Dạ. Cái gì? Ông nói xấu với tôi á. Mày nhớ mày chửi tao nha, mày nhớ. Chửi tiếng ăn mạch. Chửi tiếng ăn mạch, ai biểu không? Ai biểu không dạo? Không có. Không, chị đi học tiếng ăn mạch chi? Biết sao không? Mẹ đi đủ mẹ mua nó nhiều cái đồ ăn sáng.
cái thằng chó này chuyến này nó sang Nhật Bản đó, nó đổi ý đủ mà nó ăn ba cái lúa mạch rồi nó chế sữa nó ăn cái đồ mình mua đồ nguội á, dư quá trời luôn trời, bây giờ phải cắt nó chứ bò không có nó hư. À, đó okay. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai giống qua cầm ông gọi á, con đĩ mẹ nó khổ chết, con đĩ mẹ nó nói hồi không ai nghe. Tết nhất tới nơi đủ mới đi làm về đủ mới nấu gói mì ăn, trời ơi nước mắt nó rưng rưng rồi. Nấu gói mì gói, cái thằng Việt Nam ở đây nó có nhà hàng có đóng cửa nó về ăn Tết bẻ rồi. Tới 11 tháng 2 nó mới qua. Cho nên là mình nói đủ bà mẹ nó thiệt, thằng nào cũng đi nó bỏ mình. Đó mày, tao bên này tao ăn mì gói đủ chi mày, đủ bao nhiêu bữa nay tao chơi bữa, tao chơi mà ăn là đủ ba chơi ăn là đó. Đủ rồi, đủ quá đủ là... chi. Đó bây giờ nè, bây giờ anh Bắc mới thấy là em với anh Trung thương anh cỡ nào chưa? Thấy chưa? Im. Nè, bột ngọt nè, muối nè, thấy chưa nè, tiêu nè, cá hộp nè. Đây nha, không phải là nói là đủ má nói xạo đâu nha. Nè, cá hộp nè, bột ngọt nè, muối, tiêu nè. Nè, một thùng mì gói nè, đây nè. Đó. Tao nói bởi nhiều khi mấy thằng chó đẻ nó cứ gần như cũng hỏng chó nên nó nói vậy mà cũng khoe lắm. Ừ. Mà mày coi là mất hồn mày nè. Mày coi nha. Coi nha. Bánh mì ăn sáng sandwich nè. Mày bánh vậy, bọt nè. Đây mà cũng làm tàn. Mày coi cái này mà mày biết hết hồn, mày hết hồn ra. Ủa mất tiêu à. Thấy chưa? Đó. Bấm mà không? Xin thưa với ngài là xin thưa cái đây mới được nha. Với ngài nha. Xin thưa với ngài là đủ mẹ lương cũng phải 18.000 đô một tháng mà bốc cứt ăn chứ làm cái gì? Mày có tiền cái mẹ mày. Mà thèm nhiều. Đó. Việt Nam quá sáng nay phải chơi các bạn mà thấy chưa? Thân các bạn thấy chưa? Đó. Nhưng mà tàu hủ. Ông ơi. Chiên gì? Ông rồi. Tránh cái trường hợp mà hứa với mấy đứa nhỏ đủ má nó chửi nhức đầu lắm rồi. Nhất là cái thằng Thơ Quang này với cái thằng Trung này đủ má. Hai này cái miệng nó đủ gì nữa. Nó coi lưỡi câu vậy. Hai thằng này đủ má. Nó nói còn hơn. Nó hơn. Tha rằng cái người ta chửi tôi nghe dễ nghe. Hai này đâm đủ má nó đâm sóc óc lắm. Đâm đâu ăn cái vậy hoài. cái người miền Nam á. Người ta nói là đâm sóc óc lắm. Đủ má nó đâm cái đủ má tôi ngủ đéo được đó. Ở đâu lắm gì? Nhưng mà tôi hứa ông chuyến này về đủ má tao không xử đẹp hai thằng này quá được. Trời đủ má. Đêm đi qua bên Thanh Đa nhà mày chấn nước thôi tao. Ở chừng nào mà chừng nào anh về anh nói anh bắt chừng nào anh về. Kệ mẹ tôi. Mà tôi xuất hiện rồi. Tiếc. Tôi ngày hôm qua thằng em nuôi nó mới báo là anh đặt em có rồi. Em tuyển 12 lít rượu nếp Làng Vân từ ngoài Bắc đưa vô sẵn sàng chờ. Còn nếu mà anh thấy thiếu chưa đủ anh báo em gửi vô cho anh. Mà uống trà là phải trà Thái Nguyên, trà Móc Câu. Mà anh hiện nay anh đang ở bên này uống trà, anh cũng uống trà Thái Nguyên Móc Câu ở Việt Nam chưa qua. Anh đéo chơi đồ Trung Quốc đủ mẹ thèm mẹ. Trời tao cũng vậy. Biết không trời trà Thái Nguyên. À, hôm vừa rồi đi trời nó lạnh âm 24 độ mà nó báo tuyết lạnh chết con đĩ mẹ luôn, đủ mẹ đi ra mua cái mũ lông của Trung Quốc nó bán được mà 15 đô. Ngày hôm qua hôm kia đi thấy cái mũ lông của Thụy Điển nó bán như vậy là 50 đô xé cái mũ của Trung Quốc, đồ má mua cái mũ của Thụy Điển 50 đô. Đồ mẹ mày, này Trung Quốc là không sai. Đâu, em muốn hỏi chị là anh về để em với anh Trung thiết kế đặt cái đường ống, tức là nó sẽ câu cái đường rượu đế đó từ Gò Đen lên tới đây để uống thoải mái luôn chứ trời 12 lít uống cái gì? Cái rượu gội đen sẽ bằng rượu nếp mày, rượu nếp lần quán rượu nếp. Cái rượu nếp này á là anh uống từ tại vì hồi xưa đó bà già bà nấu rượu mà ông bác ông ấy nấu cái rượu này, cái rượu khi bằng Làng Vân đó anh biết cho nên là anh uống quen, anh thích. Tức là anh nói em nghe này, rượu đế Gò Công rồi Gò Đen Gò Đỏ thì nó đủ mà anh nó chỉ xin lỗi em chứ cái tuổi của anh thì em biết rồi, đủ mà hồi xưa đã từng mệnh danh là đủ mà hoàng đế mà. Sáng sớm anh với ba anh điểm tâm chừng 2 lít rồi ông đi kiếm bạn ông, tôi đi kiếm bạn tôi. Còn nếu mà
Tao không có muốn nhậu. Tôi mà mày làm mày giết được nước miếng tao chạy là tao lại muốn nhậu nè. Tôi mới ông già tôi nói thiệt xin lỗi anh nhé, bà con cho đôi đó là đủ mà ông một cái can 5 lít tôi can 5 lít đủ mà thằng nào chết thằng nào đó số đó. Ông già trời ơi. Người ta đi uống cà phê, ông già nói thắc đâu. Ông già có con. Ủ mẹ mày hiếm mồ tao làm rồi. Mày xách cái can của mày lên đây, hai cha con ngồi nhậu. Bởi nói như vậy, cho mày nhớ. Nói như vậy nhớ ông già. Tại vì ông già là dân Bạc Liêu mà. Ủ má nghèo chết con đĩ mẹ lúc đéo là ông cũng kêu là ông là công tử Bạc Liêu. Má ông nhậu. Bạc là bạc mạng á, đủ mà là chơi chơi bạc mạng luôn. Mà mỗi lần nhậu là bác ơi bác, thiệt tình. Nghe đi cơ bác ơi là muốn rớt nước mắt. Nhớ ông già quá. Ông già cưng tôi lắm anh cảm ơn. Tại vì ông bà già tôi sanh được 4 người con chết. Đủ mà ông nói ông đi cầu từ ông xin được tôi sao không biết. Ông cưng tôi đủ má như trứng vậy đó. Bởi tôi đủ má là cái thằng cà chớn mất dạy nhất. Không, tôi là cái thằng mất dạy cà chớn. Bởi cho nên là đủ má tôi nói thật với anh. Má chiến tranh lính tráng không chết thì thôi. Bây giờ tôi đéo sợ thằng nào hết. Cả bên Nam Mạch này. Phải không phải tôi đủ má nó hết đủ mẹ tôi nó. Còn cái tội mà chống cộng với cả cái tụi ba que ba sọc này nói xin lỗi chứ đủ má chính phủ Việt Nam người ta nhân đạo thì người ta mở cửa nói là đồng bào ở ngoài là này kia nọ thôi chứ nó là cái đinh gì đủ mẹ sách quần chạy chết con đấy mẹ mấy cái con đi chó mạng nó nói xào xạo chứ ông nó không hỏi ông già nó hồi xưa khỏi quần đủ mà chạy chết con đấy mẹ ở cầu Sài Gòn ở ngoài khúc đường ngoài vô đó. Mặc quần sọc lòn chạy chết đấy mẹ luôn hên sao không tụt quần nữa chứ. Nhưng mà nó tự hào, đủ mắt nó tự hào, ông cha nó tự hào cái con kẹt. Chết. Thế đó, thật mà. Sao nó không hỏi là ba đủ mà hồi xưa ba chạy ba có tụt quần không vậy? Để ông già nó kể cho nghe. Cột lại à? Anh tại sao tụt anh cột lại à? Ừ. Không phải, đủ mẹ sợ quá, mà chạy tụt quần. Anh thấy rồi. Ông cầm. Ông chứ ông chạy tụi quần ông đụng mày ông nói cho tôi cười cái. Rồi tao đâu có tụi quần tao chỉ lột áo thôi. Rồi mày tao mới là tao lột áo mà thằng khác rồi mà đi dí tao ra lấy cái áo. Rồi tao lúc đó là tao ở nhà thương ở bệnh viện Nguyễn Văn Nhất ở Vũng Tàu á thì trên cái đường chạy về cái ngày 2 tháng 5 á. Ồ má cái ca khỉa vô tao rồi má nó lên. Ồ má có thằng thượng thái con thằng thượng lục chiến chắc chúng có chạy qua nói quá. Nói để cho mình hiểu thôi chứ không phải là tôi bôi bác anh không mà tôi muốn hỏi anh cái đó chuyện tao nói thật luôn bây giờ trong này chỉ có mẹ tôi nói Tư Quang thì bất quá là 12 người coi thôi anh có tụt quần anh cứ nói mẹ nó đi rồi đâu có sao. Không tao buộc áo tao tụt quần thì tao bận mua rồi màu xanh chứ có cái dây thắt ngang bụng là bận đồ tôi mình mất ra đâu quá ông nói ông tụt quần đó mà lúc đó tôi sẽ nói cho ông nghe tôi đang đứng ở đâu. Lấy cái áo rồi tao bận cái quần nó bận cái áo nó dùng súng nó chạy tao cũng chạy luôn đùa quá. Cái mà anh biết là không tôi ở Đan Mạch nè hồi xưa đó tôi có những thằng bạn chơi nó nói với tôi một câu thế này nè tốt nhất là mày hãy giữ lấy cái phong tục tập quán của mày tại vì mày là người Việt Nam tôi mang quốc tịch Đan Mạch nhưng mà nó nói tóc mày vẫn đen da vàng vẫn vàng máu mày cũng đỏ nó nói một câu mà mình bắt tay nó mình nói cảm ơn mày nó nói mày đừng nghĩ rằng là mày ở đây mày theo được tao là tao nghĩ rằng là ok nó không có đâu muôn đời mày vẫn là người Việt Nam mà chắc chắn là vậy rồi rất không nó nói với tôi một câu là tao rất thích những cái phong tục tập quán của tụi mày là sao là tại vì sống biết cội biết nguồn. Còn nó ở đây thậm chí đủ anh em tụi nó rồi cãi nhau rồi bố mẹ nó không thăm nhau là khi nó nói tụi bay có một cái phong tục rất là tuyệt vời. Ngày Tết tụi bay học gặp mặt nhau, chúc nhau những lời tốt lành nhất. Ở đây nó cũng chúc vậy, nhưng mà nó chúc ngoài miệng, trong thân tâm nó được mẹ, ngày mai mày chết mẹ mà như cái mẹ mà. Ở nước ngoài này là hầu như là kỳ thị. Đúng rồi, kỳ thị nó vô máu rồi. Nhưng mà có điều rằng là một số thành phần đó, không ra nước ngoài hoặc là có hiểu một vấn đề gì đó nó nói chuyện ngu chết con đấy mẹ luôn nó đâu có hiểu được những cái nỗi niềm của những người xa quê hương những cái nỗi niềm
hoặc là những cái tâm sự của những người Tây mà khi nó làm tức là nó làm chung với tôi đó, nó nói nhiều cái chuyện mình rất là xúc động. Nó nói cho là tao rất là ao ước rằng là có những cái được như tụi bay, tức là cuối tức là cái ngày Tết ngày lễ tụi bay tụ tập lại gia đình họ hàng bà con ăn uống chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, rồi tụi bay sẵn sàng tiếp giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây không có vợ chồng ở đây mày này, vợ chồng mày hôm nay mày mời tao đi ăn mày phải trả tiền, móc gói thuốc ra mượn một điếu thuốc thì phải trả 2 đồng, chứ không có cái thông báo. Nó sòng phẳng quá mức cho nên con người ta nó không còn tình cảm nữa. Đúng rồi. Rồi ví dụ như là tôi mời nó chai bia, nó nói ủa tại sao mày mời vậy, tại sao mày phải mời? Tao có tiền mà. À. Tôi nói là tại vì tao nghĩ mày như một người bạn rất thân, một người trong vấn đề gia đình, tao thấy mày rất tốt, tao mời mày chai bia thôi. Nó ngồi nó cầm chai bia mà đúng mà nước mắt nó muốn rơi. Nó nói dùng mắt hồi nào giờ chưa có cái dùng này. Đó, thì mình phải hiểu rằng là cái mỗi một quốc gia, mỗi một xứ sở, mỗi một con người nó đều có một cái, mỗi một nơi nó đều có một cái văn hóa, một cái phong tục khác nhau. Mà có những cái mình thực tế đó thì thưa Quang biết không, anh cảm thấy không? Tôi ở bên Đan Mạch này tôi học được nhiều cái rất hay của tụi nó, nhưng mà có những cái tụi nó rất dở thì tôi sẽ bỏ. Tôi sẽ lấy những cái mà đúng rồi, tốt của Việt Nam để tôi dạy con tôi, và tôi lấy những cái xấu của Việt Nam tôi bỏ đi. Cái xấu của Việt Nam mình là cái gì? Là cái gì? Tức là mình hay dùng quyền cha mẹ đánh đập con cái, rồi đánh đập vợ con, đánh nhiều cái rất là vô lý. Yeah. Nhưng mà cái lỗi là trưởng. Gia trưởng, nhưng mà lỗi là lỗi của thằng cha. Thế nhưng mà ở đây á, thì nó đánh, nó cũng có đánh, nhưng mà nó sẽ giải thích là tại sao ba đánh con, tại sao mình làm như vậy. Thế nhưng mà đánh á, thì cũng phải ấy thôi, chứ đủ mẹ nó báo cảnh sát là nó bốc kích luôn, đủ mà cảnh sát nó đến nó hốt luôn. Đủ má. Nó đến trường nó thưa là ông Đạt nó đánh tao là chết con đấy mẹ luôn. Anh đánh thằng con út, không biết là thằng con út nó đến hồi xưa đó, nó khoảng 5 tuổi thôi. Anh buốc cho nó mấy roi, không biết nó đến trường nó nói sao đó thì thằng thầy giáo nó báo cảnh sát nó đòi hốt anh. Thế anh mới nói là xin lỗi nha, anh nói cái con cạc thôi nè. Bây giờ con tao nó ra nó giết người ngoài đường, nó đập phá, mày sẽ nói là lỗi của ai? Nó nói lỗi của mày, bởi tại sao tao không được quyền dạy con tao? Rồi thằng anh lớn nó mới kêu thằng em, nó nói em muốn ba bị bắt, em không thương ba, cho nên em đi báo cảnh sát. Nó em đâu có báo. Thế bắt đầu thằng con anh bây giờ nó nói cảnh sát này, cái chuyện gia đình tao để gia đình tao giải quyết, mày không được quyền xâm phạm vào, thì lúc đó cảnh sát nó mới đi. Đó. Thế nhưng mà anh rất là hân hạnh là anh được mấy đứa con đó, thì thứ nhất nó đẻ bên này nhưng mà nó rất hướng về quê hương và nó rất là mai mốt em sơ quan về gặp à. Ô, em hỏi nó ví dụ tiếng Tây nó đéo trả lời đâu. Bố mà hỏi tiếng Việt nó trả lời tiếng Việt, anh cấm tuyệt đối về nhà không được nói tiếng Tây với ba với mẹ. Đấy là có anh còn muốn mong muốn để giữ lại một cái gì đó của người Việt Nam, và anh tự hào anh là người Việt Nam chứ không phải anh giống như những người khác sang đây. Ô mẹ nó nói tiếng Tây hỏi nó, và mình đến mình hỏi thăm nó luôn đó, hỏi thăm đường, nó nói nó không phải người Việt Nam. Anh mới nói thằng bạn rồi, mày rồi. Không, anh mới đứng anh nói đủ má, mày không phải người Việt Nam, không đấy mẹ mày, người Việt Nam, nước Việt Nam đã làm gì xấu. Cái nó nói ông nói gì vậy, tao chửi cha thằng nào mà nó nói nó không phải người Việt Nam, không đấy mẹ mày, còn mày muốn cái gì ra đây? Tại vì có những thằng nó không dạy con nó tiếng Việt luôn. Nhưng mà thôi, tôi chỉ nói tới đây thôi, tôi có một cái hẹn. Cho nên là tôi chào mấy ông đi, mấy cha mấy mẹ đi. Thôi. Mấy cha tha con. Nhưng mà em bắt đền anh Bắc ấy nha. Anh bắt hâm he sao mà giờ chung nó chạy mất tiêu luôn rồi. Không biết rồi, mà tao về tao tính hàng bạch của thế thôi. Đó, giờ chung nó chạy mất tiêu luôn rồi. Đúng đó. Nó xử tao cũng xử được luôn á. Thôi tao okay. Báo cho em biết nha, thưa quan. Anh không có Tết được thì đủ mà anh về sau Tết anh trả thù tụi bay. Tụi bay cứ lo đi. Tức là nói theo kiểu người Nam á, tụi bay rửa đít sẵn đi, anh mang cái roi về. Anh bắt hai thằng cúi xuống, đụng mẹ mỗi thằng 5 roi. Rồi. Tôi thông báo từ ngày mai em đóng mạng Facebook, không có xài Facebook. Mày đóng, bây giờ anh cũng biết mày ở đâu, nhà mày ở đâu, anh cũng đến này kia, tới tận nơi luôn. Bà mày chạy không thoát rồi. Chạy, coi chơi, như mày chơi, xui đi. Chạy trời không khỏi nắng rồi. Đúng rồi, coi như mày với thằng Trung là xui đi. Xui thiệt.
Trời ơi. Tại vì đúng mà tụi bay gặp thằng anh đúng mà nó không giống ai hết á, đúng má. Mày nên nhớ là anh trên Bắc, anh trên Bắc mà hồi xưa nó chia Bắc Trung Nam, nó kêu Bắc Kỳ. Yeah. Anh ấy thì là Bắc Kỳ mà Bắc Kỳ cục. Mà Nam Kỳ cục cũng được nữa, đủ mà cỡ nào tao cũng chơi được hết á. Cái này tao cái gì cũng chơi đúng không? Hàng bay. Cái gì rồi tao. Tao với nó xử hai mây xong rồi tao xuống tới nhà trường sinh nhất tao quậy coi như là đủ mà banh cái xứ Mỹ Tho luôn. Đúng má cho nhớ đời luôn, nói thôi đủ má còn lại ông, má nói thôi ông đừng có về nữa, ông đi giùm con đấy. Thôi, thôi bye bye cái ngày đi. Tôi ờ, hơi bình quá bye bye luôn. Dạ, okay. Tôi đang tập okay, theo, rồi. Đang tập theo ông cầm tôi thờ bà. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác, cảm ơn bố, bố cầm ạ. Cũng vui mọi người ha. Thơ Quang cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì Thơ Quang sẽ xin phép xuống cái live tại đây. Thì qua cái vấn đề hôm nay thì trước khi xuống live thì Thơ Quang chỉ xin lưu ý mọi người thôi nha, chứ không dám nhắc nhở hay khuyên can gì cả. Xin lưu ý mọi người thôi là chúng ta tham gia cái không gian mạng á, thì rất mong mọi người nên tỉnh táo nhận diện vấn đề, chứ đừng có nên vội vàng ha trong mọi câu chuyện. Điển hình như cái vấn đề nó vừa xảy ra đó, thì các nhân Thơ Quang thì không biết là anh em Thơ Quang tạm thời là cho rằng là bên phía chúng ta đi, không biết có ai bị vướng phải vào vấn đề đó không, tức là bị cứu theo câu chuyện một cách gọi là nó chưa có kiểm soát á. Mà dẫn đến thì chúng ta vô tình tiếp tay như thế này thế nọ không hay. Thì rất mong là mọi người nên sống chậm lại chút, đúng không ạ? Sống chậm lại chút. Bất cứ cái thông tin gì nó xảy ra thì cứ bình tĩnh, phải kiểm chứng rõ ràng rồi chia sẻ lúc đó cũng không muộn, hay là đưa thông tin lên cũng không muộn, để tránh là chúng ta bị mắc bẫy của những thế lực bên kia cái gian ra sẵn. Giống như Vũ Thuần có nói đó, thì theo Vũ Thuần thì theo dõi sát sao cái kênh của Việt Tân, đúng không ạ? Vũ Thuần nói nổi chứ trong ngày hôm nay thôi là nó đã giật tới 60 tới gần 70 cái tiếp, cái tốt đó liên quan về vấn đề là hai em sinh viên đó, cái em sinh viên đó, thì cái đó là chứng minh là gì, tức là những thành phần bên kia đó họ tổng lực giống như tổng lực để dồn để đẩy cái câu chuyện nó lên một cái, họ muốn là đẩy câu chuyện nó lên là mất kiểm soát. Đó là ý đồ của những thế lực chống phá bên đó. Còn tại sao cái chủ đề này Thơ Quang đưa ra là cái quân sọ lá này nó mãi chỉ là những đứa con nít, những đứa trẻ con, đúng không ạ? Bởi vì họ chống phá suốt bao nhiêu năm rồi mà cái gọi là cái tư duy hoặc là cái phương pháp chống phá của họ nó chẳng có đổi mới gì cả, nó chỉ là như vậy, nó vẫn là chỉ là những đứa trẻ con thôi, đúng không ạ? Đổi câu chuyện đó như Thơ Quang nó nói mọi người nghe cái câu chuyện và cái mục đích của họ là chúng ta thấy có gì đó nó hơi khác lạ rồi, đúng không? Một cái nơi như thế mà xảy ra một câu chuyện tày trời như vậy thì nghe nó rất là phi lý, rất là phi lý. Còn mình chúng ta cũng có thể hiểu tại sao thấy trên không gian mạng rất nhiều những nick, những cá nhân họ vào, họ đẩy câu chuyện lên. Thì với Thơ Quang cho rằng đó là gì? Đó là những tay chân của những thế lực bên đó thôi, hoặc là bọn họ tạo ra những cái đích ảo, tạo ra những cái đích ảo, có thể một người sử dụng 3-4 nick gì đó tự tương tác với nhau để xây dựng câu chuyện và tung hứng cho nhau thôi. Thì dẫn chứng lại cái vấn đề mà Thơ Quang nói ngay lúc đầu đó, như là cái thời điểm dịch Covid đó, đó cái câu chuyện của bác sĩ Khoa thì mọi người cũng đã rõ rồi, mọi người nhìn mọi người mà theo dõi thì mọi người thấy rất là rõ, toàn là một ekip với nhau thôi, suy ra cho cùng họ chỉ là một cái ekip và tự dựng ra câu chuyện rồi tự tung hứng rồi nhằm để mục đích là nhằm đẩy cái câu chuyện đó nó lên cao trào thôi, chứ còn thực ra cũng chẳng có ai cả. Chứ còn Thơ Quang biết mọi người chơi thì không có ai mà có những cái lời lẽ gọi là những cái comment nó hơi quá như vậy đó ha. Một lần nữa thì
Thì quay xin phép xuống cái live tại đây. Và xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Và xin hẹn gặp lại. Sáng giờ bọn mình chiến với Việt Tân rồi, hỏi danh tính hay để xin kia nên giờ chúng đuối lý, nó đã bẻ lái sang chuyện khác rồi. Thì tụi nó là vậy Vũ Thần. Mà mình chỉ thắc mắc như thế này là Vũ Thần nè, không biết cái thuật hay là của nó như thế nào. Tức là cá nhân mình cũng tại vì lâu lâu cũng thấy xuất hiện trên cái tường nhà mình á. Mình cũng bực, mình vào có những cái comment, những cái gọi là bam tụi nó đó, rất là nhiều. Và rất là gay gắt luôn. Thì không thấy thằng Việt Tân nó trả lời, và cũng không thấy những thành phần bên kia họ vào họ phản ứng gì cả, mình chẳng hiểu như thế nào. Còn cái câu chuyện của Việt Tân hay những tổ chức bên kia thì tôi quan chỉ lưu ý mọi người như điểm này, chúng ta nhìn thấy rất rõ bản chất của họ thôi. Mọi người cứ nhớ cái sự kiện 1963 đi, rồi như nó lột tả hết tất cả các mặt, tất cả các mặt của cái gì đó mà chúng ta gọi là bao que sổ lá. Cái đổi cái câu chuyện đó thôi, nội dung đó thôi, rồi chúng ta thấy rất là tất cả các mặt, từ giáo dục, từ cái này, từ cái kia, nó dồn hết trong vấn đề đó, dồn hết trong cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rõ, đúng không ạ? Còn họ dùng cái từ, họ hay sử dụng cái từ gọi là chìm xuồng hay là thế này thế nọ, thì mọi người cứ tìm hiểu về cái câu chuyện thiếu tá Nhung ấy. Thiếu tá Nhung mà trong cái sự kiện 1963 đó, thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Mọi người sẽ thấy rõ hơn. Mọi lập luận của thành phần Trung Hoa bên kia bây giờ, tức là họ dùng chính những cái quan điểm của họ trong cái thời điểm trước 1975 á, và truyền lại đó. Cho nên tôi quan cho rằng là họ mãi là chỉ là những đứa trẻ con chẳng lớn nổi. Tức là gì? Chỉ có vậy thôi. Quay đi quay lại mọi người thấy không? Cái hình thức chống phá, đánh phá của họ nó cũng chỉ có vậy. Nội dung nó chỉ vậy, nó không khác gì hết. Chẳng có gì mới mẻ. Mà thậm chí là chỉ cần nói ra thôi là chỉ những người dân bình thường như chúng ta thôi là đã nhận diện được rồi. Nhận diện được cái bản thân của họ, cái bản chất của họ như thế nào. Thì xin hỏi mọi người chứ có lớn được không? Đúng không? Họ có lớn được miếng nào không? Đâu lớn được miếng nào đâu. Anh chống phá như thế nào để người khác không biết ấy, thì cái đó mới là hay. Còn anh chống phá, anh mở miệng ra hay anh bày tỏ ra là ngay những người dân bình thường như chúng ta thôi đã nhìn nhận được rồi, đã nhận diện được rồi, thì chống cái gì nữa, đúng không ạ? Chống cái gì nữa? Không lẽ suốt cuộc đời của họ chỉ mãi ôm cái phận ba que thôi? Sao không biết lên được ba que rưỡi hay lên được bốn que giùm cái, hoặc là bèo bèo lắm ta lên được ba que bốt đi, đúng không? 975 cũng là ba que, mà bây giờ 2023 họ lại vẫn là ba que, cũng chỉ là như vậy. Tức cười đúng không mọi người? Còn câu chuyện của những người cộng đồng mạng, tại sao họ bị thế này thế nọ, thì cái nhiều cái đó rộng lắm. Cái đó mà mở ra mà chia sẻ với nhau thì nó rất là rộng, theo mình nghĩ như vậy. Bởi đa phần cái tác hại của cái mặt trái của cái mạng xã hội, đúng không? Mạng xã hội tâm lý ai cũng muốn thể hiện mình. Ok vậy ha mọi người ha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại ạ. Bye bye.